Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ thì kẻ thù của ông đến gieo thêm quả lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông thì quả lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì quả lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: Kẻ thù đã làm đó. Đầy tớ nói: Vậy ông có muốn chúng tôi đi ra gom lại không? Ông đáp: Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng các anh làm bật lên rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giêsu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: Nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác. Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia vùi vào ba đấu bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói: Mở miệng ra tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Bấy giờ Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần người và thưa rằng: Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp: Kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian. Hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên thần. Vậy như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên thần của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước của cha họ. Ai có tai thì nghe. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, Thiên Chúa là nguồn mọi sự tốt lành, và vì thế tất cả công trình tạo dựng, loài người cũng như vạn vật hoàn vũ đều rất tốt đẹp. Thế thì cái sự giữ sự xấu nó ở đâu ra? Kinh Thánh trả lời, đó là do quỷ dữ. Mà chúng ta biết quỷ dữ là các thiên thần phản bội Thiên Chúa. Chúng không còn chỗ ở trên trời nữa, bị đẩy xuống trần gian, và con người phải chung sống với quỷ dữ. Chung sống với quỷ dữ có nghĩa là con người chung sống với những con người xấu, người ác, với sự giữ sợ xấu. Điều này trên thực tế thì chúng ta thấy rõ chuyện đó. Khi chúng ta chứng kiến những cái chuyện xấu, độc ác, dữ tợn người này người kia gây ra, chúng ta ghê tởm,
Và chúng ta có khi còn thốt ra rằng sao không Chúa không có diệt những con người xấu xa độc ác đi như vậy. Thưa anh chị em, có một nguyên tắc mà chúng ta cần nhớ kỹ. Tất cả những loài Chúa dựng nên không bao giờ Chúa tiêu diệt hết. Đó là nguyên tắc. Không bao giờ Chúa tiêu diệt. Trên ma quỷ là tên gây ra và cầm đầu sự xấu sự ác, không bị tiêu diệt mà nó cứ tồn tại mãi. Chúng ta có một cái thí dụ cụ thể. Khi mà Chúa đến miền Gê-ra-sa ở bên kia biển hồ ngang với miền Galilee, thì có một người bị quỷ ám ra gặp Chúa, hỏi tên xong rồi nó bảo rằng xin cho chúng tôi nhập vào đàn heo kia. Tức là Chúa đồng ý cho nó ở lại cái vùng đó, không nhập vào người này nữa, nhưng mà tiếp tục ở lại trong vùng đó. Thánh Luca thì nói rõ, xin đừng bắt chúng tôi xuống vực thẳm. Trong sách Khải Huyền kể rằng là sau một trước 1000 năm thì Thiên Chúa bắt nhốt Satan vào trong vực thẳm 1000 năm, rồi sau đó thả ra một thời gian nữa rồi mới tới tận thế. Thế ra dù là ma quỷ đã gây ra bao nhiêu sự xấu sự ác cho loài người chúng ta, Thiên Chúa không tiêu diệt. Thế thì những người xấu người ác mà Chúa đã dựng nên đó, họ xấu xa độc ác dữ tợn thế nào thì Thiên Chúa cũng không tiêu diệt. Đó là nguyên tắc, chúng ta cần nhớ kỹ điều đó. Bây giờ chúng ta sẽ hỏi rằng, thế thì tại sao tôi phải sống chung với những người xấu người ác mà chúng ta có thể thấy hằng ngày nữa? Trước hết xét về phía Thiên Chúa. Thiên Chúa đã dựng nên con người tốt đẹp, họ tự ý để đưa cái sự xấu sự ác vào bản thân cuộc sống của mình. Thấy rõ điều đó, nhưng Thiên Chúa không trực tiếp can thiệp, bởi vì can thiệp như vậy là mất tự do của người ta. Và Thiên Chúa chờ đợi những con người đó trong thực tế không bao giờ cỏ lùng biến thành lúa tốt, mà trong thực tế thì nhiều người xấu có thể trở thành người tốt. Đó là lý do mà Thiên Chúa nhẫn nại chờ đợi mọi người chúng ta, đặc biệt những người xấu người ác. Chúng ta có một cái thí dụ khác trong Tin Mừng, thí dụ Judas ngay từ đầu đã có ý định phản bội Chúa rồi, nhưng Chúa nhẫn nại chờ đợi, bao dung độ lượng, đến giờ chót đem lính tráng đến bạn lấy cái hôn mà nộp con người sao, vân vân. Chúa vẫn tử tế cho tới cùng, vẫn nhẫn nại chờ đợi trên cái sự xấu, những con người xấu người ác trên thế gian này là một dấu chứng của Thiên Chúa vô cùng nhân từ thương xót. Chúng ta phải nhận ra điều đó. Thiên Chúa còn biết rõ những cái điều xấu, điều ác đó hơn chúng ta rất nhiều, biết nó kinh khủng như thế nào, nó sẽ lan tràn như thế nào, nó sẽ ảnh hưởng bao nhiêu người. Nhưng mà Thiên Chúa vẫn nhẫn nại chờ đợi. Bây giờ chúng ta nhìn về phía chúng ta, mỗi người chúng ta chung sống với những người xấu, người xấu, người ác. Có khi đó lại là chính vợ, chồng của mình, con cái của mình, hàng xóm láng giềng, những người chung quanh.
Thực tế có rõ ràng như vậy. Chúa muốn chúng ta chung sống với người đó để làm gì? Để đến lượt chúng ta, lý do thứ nhất, chúng ta cũng tập nhẫn nại, nhân từ, hiền hòa như Chúa. Chúng ta phải có lòng nhân từ như Cha trên trời là đấng nhân từ. Chúa Giêsu dạy như vậy. Cho nên những người xấu, người ác sống chung với chúng ta hay chúng ta gặp gỡ, chúng ta vẫn hiền lành, nhân từ, nhẫn nại chờ đợi, không lên án, không chống đối, không ghét bỏ, không thù hận, nhưng mà chỉ biết yêu thương, tỏ lòng nhân từ. Chắc nhiều người không đồng ý với tôi cái chuyện đó. Tôi không nói theo ý riêng của tôi đâu. Tôi nói theo tin mừng, theo lời Chúa Giêsu dạy. Cho nên nguyên cái chuyện đó không, chúng ta đã không sống đẹp lòng Chúa. Vì chúng ta kết án những người xấu xa, chúng ta xa lánh họ, chúng ta hận thù họ, chúng ta kiếm cách để làm chống lại những con người đó. Chúa bảo rằng đừng chống lại kẻ khác. Và gì nữa, tôi vừa nói đó, quả lùng thì không bao giờ biến thành lúa tốt, nhưng những người xấu, người ác có thể trở thành những người tốt vì họ được trông thấy và chung sống với những người tốt lành giống như Cha trên trời. Những người tốt lành, những người nhân từ như Cha trên trời, đó là chúng ta, thưa anh chị em. Thiên Chúa muốn tỏ lòng nhân từ, thương xót. Thiên Chúa đâu có ai thấy mà tỏ lòng nhân từ thốt cho những người xấu, người ác qua chúng ta, những người tự coi mình là người tốt lành. Chúng ta đâu có bao giờ nghĩ tới chuyện đó đâu. Chúng ta chỉ nghĩ tới cái xấu của người ta thôi, mà không nghĩ tới rằng mình có một cái sứ mạng làm chứng về lòng nhân từ thương xót của Thiên Chúa cho anh chị em của mình, có khi cho chính gia đình của mình nữa. Đó là vấn đề rốt cuộc. Cái kết luận là chúng ta phải chung sống với lỗ cho tới suốt đời, chung sống với những người xấu, người ác suốt đời. Rõ ràng như vậy. Mà Chúa muốn như vậy, như vừa nói, để chúng ta nên thánh, nên giống Cha trên trời, và để chúng ta có thể cảm hóa, hay đúng hơn, qua chúng ta Thiên Chúa có thể cảm hóa những con người xấu, tốt, xấu đó. Trên thực tế đã có nhiều trường hợp những người xấu, người ác, người ta được ơn trở về vì những người tốt lành chung quanh chúng ta. Đó là vấn đề rõ ràng. Nhưng mà bây giờ thứ hai, tôi vẫn mời gọi anh xem nhìn vào chính bản thân của mình, cuộc sống của mình đi. Chúng ta phải nhận rõ ràng rằng trong tôi có lúa tốt và cỏ lục. Rõ ràng điều đó, không thể chối cãi được. Đừng ai, nếu mà ai không nhận chuyện đó thì người đó là tự lừa dối mình. Phải nhận rằng tôi có lúa tốt và cỏ lục. Cho nên trước hết tôi phải nhẫn nại với chính mình tôi. Tôi phải chịu đựng con người của tôi. Thí dụ, tôi hay có tính nóng giận, hay chửi bới, hay la lối. Nó mà nhiều khi tôi có muốn chừa thì tôi xưng tội, muốn chừa thì chừa không có được. Tôi phải nhẫn lại với chính tôi.
Tại sao vậy? Bởi vì Thiên Chúa cũng nhẫn nại đối với tôi như thế. Và từ cái chuyện khám phá ra mình có những cái xấu, cái ác đó, chúng ta mới biết thông cảm và nhẫn nại đối với anh em của mình. Thường thường những người chỉ trích, lên án, phê bình người khác là những người không biết mình. Sáng việc người mà tối việc mình là như thế. Phải nhận rằng trong tôi có những điều xấu, điều ác. Tôi phải nhẫn nại. Và thứ hai rằng tôi phải cộng tác với ơn Chúa để từng bước một biến những cái xấu, cái ác đó thành điều tốt lành. Chúa cho tôi thời gian, Chúa cho tôi được đi lễ, rước lễ, đọc kinh là để tôi thay đổi đời sống, nghĩa là làm cho tôi bớt đi những cỏ lùng, những điều xấu, điều ác trong tôi. Mỗi lần chúng ta đến đây, chúng ta đều thú nhận tội lỗi của mình. Nhớ kỹ điều đó. Và lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Nhận tội của mình, tức là mình nhận mình có tội. Thì mình, chính mình phải quyết tâm trở về với ơn Chúa. Chứ không phải chỉ đọc bề ngoài cho nó xong, rồi ra khỏi nhà thờ trở về nhà. Chứng nào tật đấy, không có gì hết cả. Rồi cứ tiếp tục để lên án phê bình, hận thù người khác. Những người làm đối với người khác, sự tệ với người khác là những người đã không biết mình, không nhận rõ sự thật nơi bản thân con người của mình. Vì thế cái câu chuyện lúa tốt quả lùng, thưa anh chị em, nó thực tế lắm, nó thực tế ngay trong chính bản thân cuộc sống của mình. Còn chúng ta chỉ thấy bên ngoài thôi, mà chính bản thân nhìn vào trong sẽ thấy được được rồi. Cuối cùng, thưa anh chị em, để kết luận, bây giờ mời anh chị em tất cả chúng ta chiêm ngắm Chúa Giê-xu trên thập giá. Chiêm ngưỡng Chúa Giê-xu trong cuộc khổ nạn của người. Giê-xu là ai? Là con người vô tội, không hề có tội. Ai trong các ông chứng minh là tôi có tội? Chúa thách thức như vậy. Không những không tội mà còn thánh thiện, vẹn toàn về mọi phương diện, không có một cái gì lỗi dù chuyện nhỏ. Thế nhưng mà sao? Người ta thù ghét, người ta đánh đập, người ta chửi bới, người ta hận thù, người ta muốn giết, và là cuối cùng người ta giết cho bằng được. Người ta muốn loại trừ một cái con người tốt lành như vậy ra khỏi cuộc đời này. Chúa Giê-xu làm sao? Nhẫn nại, đón nhận tất cả, vì đó là ý muốn của Chúa Cha. Không phàn nàn, không kêu trách, không hận thù, mà còn cầu xin Cha tha thứ cho những người bách hại mình, vu khống mình, làm hại mình. Ngày nay, thưa anh chị em, Chúa Giê-xu đó sống trong mỗi người chúng ta. Chúa Giê-xu đó sống trong các nghi thức tế tựu của chúng ta đây. Chúa Giê-xu đó sống trong lời cầu nguyện của chúng ta. Để làm gì vậy? Để chúng ta chiêm ngắm Chúa Giê-xu, đón nhận Chúa Giê-xu vào trong con người cuộc sống của mình, và cùng với Chúa Giê-xu nhìn mình một cách khác, nhìn anh chị em của mình một cách khác, nghĩa là luôn luôn đợi chờ và hy vọng, không bao giờ thất vọng, tin tưởng rằng tôi cùng với Chúa Giê-xu, tôi sẽ thắng được những chuyện xấu, chuyện ác trong tôi. Cùng với Chúa Giê-xu, tôi có thể yêu thương cả những kẻ thù và những người xấu xa, tội lỗi, những người làm điều gian ác. Và cùng với Chúa Giê-xu, tôi có thể biến đổi bản thân tôi
biến đổi mọi người chung quanh này hầu tôn vinh Chúa Cha và đem ơn cứu độ đến cho nhiều người.